Hi, mình chào người anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với người anh em một dòng súp kép hơn. Dòng súp kép Bách 50, dòng súp 7 của thương hiệu Tây Ban Nha nha anh em. Một dòng súp cực kỳ nổi tiếng và cái củ lo súp này họ dùng cái drive của củ Electrovoy ha. Củ rất là đẹp, hàng 7. Anh em nhìn qua một phát là thấy ngay là nó chắc như thế nào ha, từ xương và ngòi đến cái thùng bọng và cái cách thiết kế rất là khoa học, nhìn nó không gian rất là nhỏ gọn ha. Đầu tiên thì em sẽ lấy cái thước, đo cái thước cho anh em xem. Thùng này là thùng loa được sản xuất tại Tây Ban Nha nha anh em. Model nó là TSE. Thì mình cũng phải quan tâm đến cái không gian nó như thế nào, thể tích nó ra làm sao. Thì chiều sâu của cái thùng là rơi vào tầm 72 phân ha, chiều sâu. Và chiều cao của cái thùng thì rơi vào tầm 54 phân anh em ha, 54 phân. Và chiều rộng này ha, chiều rộng thì tầm 94 phân anh em ha, chiều rộng là chiều này ha. Đấy. Cái thùng này rất là hay ha, mình đỡ nằm như vậy cũng được, hoặc là dừng đứng cũng được nha. Súp kép đỡ nằm cũng được và dừng đứng cũng được. Và đây là cái mặt ở kênh của TDE ha. Thật ra thì kênh nó đầy lại vậy ha. Còn hai cái củ bắp thì lắp vô trong hai cái lỗ. Từ từ mình sẽ đi vào chi tiết ha. Mình show cho anh em xem cái ngoại thất bên ngoài cái này ha. Đây, thùng rất là đẹp không? Chưa có bơ gãy, còn những cái vết băm sơn như là có nha. Những cái vết chày sơn như này. Thì hàng bãi về thì vận chuyển chắc chắn nó sẽ chày, nó sẽ xước. Em được vệ sinh tốt lại lớp sơn đen nhỏ đẹp ha. Đây, model ở đây anh em ha, TSE Made in Spanish ha. Thùng này được sản xuất tại Tây Ban Nha luôn, chuẩn của EU luôn anh em ha. Model nó là SB218LX 4 ohm 3200W ha. Số series đây ha. Đấy, và hai cái rack speaking. Anh em nhìn thấy dữ không? Rất là đẹp không? Rất đẹp. Đó, và đây là cái drive ha. Đây là cái củ lo này là dùng củ lo Electrovoy ha. Xíu nữa mình sẽ che catalog, mình sẽ đưa cái hình ảnh cho anh em xem. Màng thì gần như là nó bôi cái lớp keo gì đó không hiểu. Màng thì riêng nguyên bản nha nè, riêng nguyên bản keo còn cứng đúng không? Đấy. Màng có tem bát số series đầy đủ ha. Mình sẽ quay từng cái. Từ này, từ thấy đẹp không? Đây nó thích từ như cho anh em biết luôn. Con này là từ 2.2, coi 100 ha. Từ 2.2 coi thì tầm khoảng 100 không anh em, coi 100. Cam kết với anh em là riêng nguyên bản nha, bởi vì cái này mình đã tháo ra mình kiểm tra rồi, keo nhận từ nhà sản xuất nè anh em, thấy không? Còn riêng ha, riêng nguyên bản. Đây là màng lo, còn là bụi chưa vệ sinh hết ha. Nói chung là hàng đẹp tương đối, cái này cũng vậy ha. Mình cũng lật cái này ra cho anh em xem. Nhận lo, keo lo rồi ha. Cái xương của nó hình như là bằng nhôm, xương rất đẹp. Cũng có bát của màng luôn ha. Bát số series solo của 504 là đầy đủ hết ha. Nhìn ở đi cái lăng cót vậy là anh em hiểu rồi. Con nào họ cũng đổ keo nghe vào cái râu, cái rúng lo. Hai quẻ bên này rồi ha. Bây giờ mình đi tiếp theo hai quẻ bên này nữa nè. Đây cũng có số bass solo đầy đủ ha. Đấy. Cái này giống như nó bôi một cái lớp keo để dưỡng cái màng lo nè. Cái màng. Đó, cũng coi còn riêng cứng ha. Đó. Đây. Đó, anh em thấy chưa? Rất là đẹp. Và đây một cái nữa ha. Đó. Mình quay chi tiết như vậy để anh em biết rằng hàng còn riêng ha, chưa có khui mũi, chưa có làm côn làm chèm hết ha. Anh em nói lo là còn lại cho luôn. Rồi mình tháo ra mình thấy riêng nguyên bản mà. Đó, cái con nào nó cũng có tem bát solo số series hết không. Quay tới cái nhọn cho anh em xem để biết được riêng hay là điểu ha. Đấy. Và bốn cái, em quay từ xe cho anh em nhìn ha. Bốn cái. Đấy, bốn cái bát, bốn cái củ drive rất là đẹp không? Cam kết với anh em là riêng ha, riêng nguyên bản. Đó. Bây giờ mình sẽ đi tới cái chi tiết là cái thùng lo.
thùng lo, bên trong của thùng lo ha. Đây anh em thấy chưa, ván ha, ván là ván ván ép ha, ván ép chịu nước. Và cái mút tiêu âm anh em thấy làm mút tiêu âm xịn không, mút cái này vậy ha, mút xịn, mút rất là xịn. Cái mút này giống như lo Mỹ anh em ha, mút giống như lo Mỹ. À, tại vì trong này thiếu ánh sáng nên mình phải hỗ trợ thêm ha. À, bên này cũng vậy ha. À, nhìn cái mút là biết xịn rồi anh em ha, nhìn cái mút biết xịn. Còn ở đây là bác hai cũng lo vô ha, còn đây là mặt trước. Và thùng bên này cũng vậy ha, bên này cũng vậy. À, thấy bông tiêu âm mút, bông này là bông sợi thủy tinh ha, rồi nó ngứa lắm nên em cũng ngại rồi. À, hai bên này cũng vậy ha. À, rất là đẹp. Cái dây là dây của UDE kìa anh em ha, dây đi sai UDE. Nhìn cái ruột đồng nó dữ không? Đó anh em nhìn thấy cái dây chất lượng không? Quá chất luôn không? Đó. Dây của UDE nè ha. Thấy xịn không? Quá xịn không? Và cái kép thùng này rất là nhỏ gọn nha, kích thước rất là nhỏ gọn, tuy sức kép nhưng mà họ thiết kế rất là gọn. Đó, thùng này là được sản xuất tại Tây Ban Nha ha. Để mình quên quay cái lo này nữa cho anh em xem luôn. Cái lo nãy là mình quay ở mặt sau rồi đúng không? Lo này chưa quay này, quay mặt sau luôn cho anh em xem cho tường tận này. Đó, con này cũng vậy ha, cũng made in Spanish ha, TSE. Đó, số series con này là 232 ha. Không biết con này nhiêu ta, không để ý chuyện đó luôn. Con này là 216 ha. Đấy, 216, 232 đấy. Mình có duy nhất một cặp ha, duy nhất một cặp. Mình báo giá cho anh em biết luôn, và cặp này là giá 24 triệu đồng chẳng hơn. Giá bán trong cái mùa gọi là khó khăn, khó khăn cực kỳ khó khăn, em bán giá khuyến mãi sâu luôn. Đôi này bình thường là rơi vào tầm 27-28 triệu đó nè, chắc cuốn điều luôn. Hàng xịn sầu Tây Ban Nha bán rẻ như lô tàu ha. Anh em nào chơi là nhìn phát biết ngay. Còn cũ dry này là xíu nữa mình sẽ chụp hình mình đăng Zalo cho anh em thấy. Cũ rất xịn, dry này là cũ của Electrovoid đấy. 18 lb đấy. Cũ này rất là xịn ha. Cũ này anh em nhìn phát là hiểu. Lên cái trang Thomas hoặc là eBay của nước ngoài đó, nghiên cứu thì sẽ thấy cũ này ha. Và hôm nay mình có một cặp ha, giá 24 triệu đồng ha. Mọi chi tiết người anh em vui lòng liên hệ ý 0909043679. Rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.